Xã Thái Sơn là một trong 17 xã thị trấn của huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Đây là địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống, với hai công trình kiến trúc tâm linh tín ngưỡng là đền thờ Trạng Nguyên Trần Tất Văn, một trong ba Trạng Nguyên xuất chúng của thành phố Hải Phòng, và đình Nguyện Áng thờ vị thành hoàng làng Lê Hữu Uy, một danh tướng nhà Trần. Cả hai ông đều là người địa phương, tài năng kiệt xuất, đức hạnh sáng tựa sao khuê, có nhiều công lao to lớn nên người dân địa phương dựng đình và đền để thờ cúng, tri ân công đức. Thưa quý vị, thôn Nguyệt Áng thuộc xã Thái Sơn, huyện An Lão có nhiều đình, đền, miếu thờ, tri ân và tưởng nhớ các bậc tiền nhân có nhiều công lao với quê hương đất nước, làng xã. Nhưng nổi tiếng nhất là đền thờ Trạng Nguyên Trần Tất Văn, một trong ba Trạng Nguyên xuất chúng của thành phố Hải Phòng, và đình Nguyệt Áng thờ vị thành hoàng làng Lê Hữu Uy, một danh tướng nhà Trần. Trạng Nguyên Trần Tất Văn, không rõ năm sinh, năm mất, người làng Nguyệt Áng, nay là thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão. Khoa thi năm Bính Tuất 1526, niên hiệu Thống Nguyên thứ 5, đời Lê Cung Hoàng, ông Đỗ Đình Nguyên Trạng Nguyên làm quan nhà Mạc, đến chức thượng thư, tước Hàn Xuyên Bá. Dưới triều Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Doanh, ông coi việc từ hàn. Những văn thư trao đổi giữa nhà Minh và nhà Mạc, ông đều tham gia và đã từng đi sứ. Điển tích nổi tiếng nhất thể hiện rõ tài năng của Trạng Nguyên Trần Tất Văn, đó là khi nhà Minh dở chiêu bài phù lê nhằm nghe xâm lược nước ta. Sai viên tướng có tài thao lược là Mao Bá Ôn đem đại quân áp sát biên giới, gây áp lực, đòi cống nạp, cướp đất, nộp con tim, cống thợ giỏi, tìm con cháu nhà Lê lập ngôi vua. Thái tổ Mạc Đăng Dung đã giao cho ông chuyên lo việc bang giao, tìm mọi cách để đất nước tránh được cuộc can qua binh lửa. Trạng Nguyên Trần Tất Văn đã cùng với Trạng Nguyên Ngô Miễn Thiệu dốc hết tâm lực, trí tuệ, sự hiểu biết, tài ngoại giao, ứng đối để soạn bài biểu tên Nhà nước an nguy, quan hệ ở một tờ biểu, đẩy lùi được cả đạo quân, giúp đất nước tránh được nạn binh đao, đổ máu. Đối với quê hương, Trạng Nguyên Trần Tất Văn cũng luôn dành tình cảm, sự quan tâm để xây dựng xóm làng, khi ông dành phần lớn bổng lộc vua ban để gây quỹ khuyến học, giúp đỡ các học trò nghèo, khắc bia tiên hiền, xây văn từ hàng huyện để khuyến khích sự học. Bên cạnh đó, ông còn góp công góp của xây chùa Vĩnh Khoái, đắp đường đi, dựng cầu đá giúp nhân dân thuận tiện đi lại. Ngay cả khi mất đi, quan Trạng lại trở thành vị thần luôn hiền ứng, che chở cho cộng đồng làng xã.